Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Chào mừng các bạn đến với bản tin kinh doanh của Độc Đáo TV. Trước khi đến với những thông tin nóng sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết. VinFast công bố giá thuê pin VF8, VF9 tại Mỹ. Mới đây, trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế New York 2022, NYIAS 2022, VinFast chính thức công bố mức giá thuê pin cho hai mẫu xe VF8 và VF9 tại thị trường Mỹ. Theo đó, sẽ có hai gói thuê pin hàng tháng được đưa ra là cố định và linh hoạt. Cụ thể, gói linh hoạt có giá 35 đô la Mỹ, tương đương với 801.000 đồng đối với VF8 và 44 đô la Mỹ, hơn 1 triệu đồng đối với VF9, áp dụng cho phạm vi di chuyển 310 dặm một tháng. Từ dặm 311 trở đi, phí thuê pin mỗi dặm là 0,11 đô la Mỹ. Trong khi đó, gói cố định không giới hạn phạm vi di chuyển có giá lần lượt là 110 đô la Mỹ, hơn 2,5 triệu đồng và 160 đô la Mỹ, hơn 3,6 triệu đồng với hai mẫu xe VF8 và VF9. Đồng thời, VinFast cam kết bảo hành pin trọn đời và chi trả mọi chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế miễn phí khi khả năng sạc xuống dưới 70%. Và hãng dự kiến sẽ áp dụng chính sách cho thuê pin 100% để hỗ trợ khách hàng đến hết năm 2023. Sau đó, công ty sẽ điều chỉnh tỷ trọng 50% cho thuê và 50% bán cùng xe. VinFast bắt tay ông lớn chạm sạc nhanh tại Mỹ. Hãng xe Việt VinFast đã chính thức công bố về mối quan hệ hợp tác chính thức với Electrify America, một trong những đơn vị khai thác chạm sạc nhanh công cộng lớn nhất tại Mỹ. Ngày 14 tháng 4 theo giờ Việt Nam, tại khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế New York NYIAS 2022, VinFast và Electrify America, công ty sở hữu mạng lưới chạm sạc nhanh công cộng lớn nhất tại Mỹ, đã công bố thỏa thuận cung cấp dịch vụ sạc cho mẫu xe điện VinFast cùng ưu đãi 2 lần sạc miễn phí. Ngay sau công bố xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ, hãng xe Việt tiếp tục công bố hợp tác với Electrify America, một trong những công ty sở hữu trụ sạc nhanh lớn nhất tại Mỹ, cùng với sứ mệnh hướng tới các phương tiện không phát thải. Hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. Electrify America hiện sở hữu 800 trạm sạc xe điện và khoảng 3.500 cổng sạc riêng lẻ đang hoạt động và trong giai đoạn hoàn thiện. Công nghệ sạc siêu nhanh của Electrify America bao gồm bộ sạc 150kW và 350kW, tốc độ sạc nhanh nhất hiện nay với thời gian sạc chỉ từ 30 phút. Công ty này cũng nhận được giải thưởng Best in Test trong 2 năm liên tiếp tại hạng mục cơ sở hạ tầng sạc xe điện tốt nhất năm 2020 và nền tảng kỹ thuật số tốt nhất 2021. Mạng lưới chạm sạc do Electrify America cung cấp sẽ giúp rút ngắn thời gian sạc, góp phần đến trải nghiệm liên mạch hơn cho người dùng, bao gồm cả khách hàng VinFast. Ông Rob Barossa, giám đốc cấp cao về bán hàng, phát triển kinh doanh và marketing của Electrify America chia sẻ, khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều sự lựa chọn về sử dụng xe điện, họ sẽ tập trung nhiều hơn vào khả năng tiếp cận các trạm sạc một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện khi di chuyển trên đường. Mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và VinFast sẽ mang lại sự tích hợp liên mạch trong ứng dụng VinFast, giúp trải nghiệm sạc siêu nhanh cho các trạm sạc của Electrify America trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt, khách hàng sở hữu hai mẫu xe điện VF8 và VF9 của VinFast sẽ được trải nghiệm tính năng Plug and Charge thông minh để kết nối vào mạng lưới trạm sạc siêu nhanh phủ khắp nước Mỹ của Electrify America. Đây là một công nghệ cho phép người điều khiển phương tiện thanh toán cho mỗi phiên sạc bằng cách cắm sạc vào xe điện, chỉ với một lần hoàn thành cài đặt trên VinFast app. Ông Greg Grassbrook, giám đốc dịch vụ VinFast Mỹ cho biết, thông qua các mẫu xe của VinFast, mục tiêu của chúng tôi là giảm bớt lo lắng của khách hàng về phạm vi lái và chỗ sạc pin, đồng thời giúp khách hàng toàn cầu chuyển sang sử dụng một hình thức giao thông sạch và bền vững hơn. VinFast bắt tay với Amazon đưa trợ lý Alexa lên xe điện. Ngày 15 tháng 4 năm 2022, tại triển lãm ô tô quốc tế New York, VinFast đã công bố kế hoạch hợp tác với Amazon và tích hợp trợ lý giọng nói Alexa vào xe điện từ năm 2022. Cụ thể, trợ lý giọng nói Alexa
được thiết kế để tiếp nối và mở rộng trải nghiệm Alexa tại nhà với nhiều tính năng mà khách hàng đã biết và yêu thích. Alexa trên xe sẽ có hàng loạt những chức năng dành riêng cho ô tô như điều khiển xe, điều hướng, tìm chỗ đỗ xe cùng hàng loạt những chức năng khác được thiết kế riêng cho việc di chuyển. Chỉ cần yêu cầu Alexa, khách hàng có thể kiểm soát được các chức năng trên xe như đèn nội thất, rời ghế, nhiệt độ cabin, mở nhạc, nghe giọng nói, tìm đường, kiểm tra tình trạng giao thông, quản lý thiết bị thông minh trong nhà và nhiều hơn thế nữa, trong khi vẫn có thể lái xe an toàn. Các tính năng và kỹ năng mới từ Alexa sẽ được cập nhật liên tục từ xa. Vota. Ông Frank Ufrat, Phó Tổng Giám đốc VinFast, phụ trách khối phát triển sản phẩm chia sẻ. VinFast coi công nghệ là chìa khóa thúc đẩy phát triển. Phương châm của chúng tôi là kết nối trí tuệ toàn cầu, hợp tác với những đối tác hàng đầu thế giới để mang đến cho khách hàng những sản phẩm và công nghệ tốt nhất. Trợ lý giọng nói Alexa của Amazon trên xe điện VinFast sẽ là một sự bổ trợ tuyệt vời cho các tính năng và dịch vụ thông minh trên xe, mang đến thêm nhiều tiện ích cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Ông Christian Mann, giám đốc Amazon Smart Vehicle International cũng cho biết, chúng tôi rất ấn tượng với tốc độ và tầm nhìn táo bạo của VinFast trở thành người dẫn dắt của cách mạng xe điện thông minh toàn cầu. Chúng tôi nóng lòng được nhìn thấy khách hàng của VinFast trải nghiệm những gì tốt nhất mà trợ lý giọng nói Alexa có thể mang lại. Trong các chuyến đi cũng như khi ở nhà, giúp duy trì kết nối, quản lý công việc, giải trí dễ dàng và trực quan hơn dù ở bất cứ nơi đâu. Tại triển lãm NYIAS 2022, VinFast mang đến các mẫu xe VF8 và VF9. Người tham dự sự kiện có thể trực tiếp trải nghiệm một số tính năng trong bộ dịch vụ thông minh. Đây cũng là lần đầu tiên VinFast mang đến trải nghiệm di chuyển thực tế trên xe VF8. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại! Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website.